Đấy, lâu không dùng nữa. Đấy, mình quay lại. Đấy, thì coi là con này đang bị kẹt dây nha anh em nhé. Tùy từng lúc và tùy từng nơi và tùy từng công việc của anh em. Đấy, mình vẫn có cách xử lý lại được. Đấy, thì cách xử lý này thì xác định được khoảng tầm 70%. Thành công đến 70%. Và có thể là được khoảng tầm 100% luôn nhá. 70% thì sợ trường hợp là gì? Cái dây này nó bị kẹt, nó sẽ bị mất tầm 20 phân chỗ này. Đất cát nó nhồi nhét chỗ này này. Đấy. Thế thì coi là tại sao mình nói 70-30. Trường hợp 30, trường hợp đen nhất là nó sẽ bị dỉ chỗ này. Và khi mình được xoắn vào ấy thì nó sẽ bị đứt từ chỗ này luôn. Thế còn trường hợp nào mà dây nào mà nó hơi rít một tí thì đảm bảo được 100%. Đây, hôm nay có hai sợi dây này. Rỗi, nó tóm lại hôm nay rỗi. Được bộ bát phốt có 82 với cả bộ bạc càng. Đấy. Thì rỗi thì anh em làm thôi. Cũng quay là cộng thêm được cái kinh tế. Ví dụ dây này bây giờ thay được khoảng tầm quay là 95.000 thì xử lý cách này, rỗi thì kiếm 30 cũng được. Khách thì thoải mái. Đấy. Vấn đề thay mới thì nó không có vấn đề gì. Vấn đề bây giờ mình đã thay, mình thay được cả cái bát phốt, thay được cả bạc càng. Và quay là nếu làm được khuyến mại cho khách những cái phần này cùng một công tiện tháo ra thì có phải là khách hàng vừa sướng hơn không? Còn bây giờ thay mới thì ai chả thay được. Thay mới thì quay thợ học viện thay được. Đấy. Nhưng vấn đề ví dụ những dòng xe ga Honda chẳng hạn, thế chắc chúng thay thích thay mới à Hải? Dòng xe ga ví dụ giống như con Sirius 4V kia của anh mà coi dây dài tới tận 2 mét mấy. Mua thì đắt lòi pha ra, thế coi là không xử lý thì xử lý kiểu gì? Tùy từng cái thôi. Đây là ok rồi. Đấy. Vừa cấp nguyên liệu xong. Bộ này lấy 200.000 được không anh em? Đấy. Đây là vấn đề, là giải quyết được vấn đề là để cho anh em nó lúc nào dối anh em làm. Thế rồi quay là lấy được cái tương tác của khách. Nhìn thấy chưa nhỉ? Đấy. Anh em cặp cái này với nhá, cặp vào máy khoan nhá. Nhưng mà trước khi cặp ấy anh em phải để ý chiều nhá. Chiều quay của cái đầu khoan này với cả cái chiều xoắn. Nhưng đấy là còn khi mà cặp vào phát cái thì nó từ anh em phút mốt phát cái là dây nó lại trở về vị trí ban đầu, không có cái gì cả. Đấy, xác định chiều quay thế này. Đấy, chiều xoắn của cái lõi này. Làm này thì thực tế là chưa đến 10 phút đâu. Xong phát cái là anh em lại làm bình thường. Cái này thì chắc phải ít anh em rồi. Đấy. Đấy. Em thấy chưa? Đấy, xong bắt đầu là dầu. Khi mà mình khoan này thì cái này nó sẽ coi là bào hết cái đất ở chỗ này ra, dầu áp được từ trên xuống đấy. Thấy chưa? Đấy. Tí lớp dầu nó ra khác là môi trường nó sang ngay. Thì có phải là anh em tiết kiệm vừa cho khách mà dây làm ngon không? Để lại nhá, xong mà nó phút nhá. Đấy, từ một dây rít xong. Sau này khi mà mình dầu trơn rồi thì anh em hiểu rằng coi dầu hút xuống cái là nó sẽ thành thôi. Okay.